Em xin chào cô chú anh chị ha. Giờ chủ đầu tư đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Tây Ninh của mình. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị mình một lô đất ha. Ở đây, đường này. Đường này là đường đá, xe hơi xe tải của chú anh chị ha. Thì từ vị trí này mình sẽ ra quốc lộ 2 luôn. Là khoảng 100 mét của chú anh chị. Thì nói trước luôn, thì ở ngoài đầu đường đó mình vô đất có mã của chú anh chị ha. Nhưng lô đất này rất là rẻ, tiềm năng. Tại khu vực An Hòa này hết đất rồi. Thì xe hơi tải mình từ vị trí quốc lộ 22 này mình sẽ xuống thị xã Trảng Bàng khoảng 1,5 km của chú chị ha. Qua chợ An Hòa và khu nghiệp Thành Công khoảng 2 km. Thì vị trí đất em giới thiệu đến cô chú anh chị mình ngày hôm nay là ở đây. Cô chú anh chị quan sát ha. Nhà chân san sát nhau hết luôn, kính luôn. Đó. Vị trí đất giới thiệu đến cô chú anh chị mình ở đây. Từ trụ bê tông này của chú anh chị ha. Từ trụ này mình sẽ kéo ngang qua. Bên đây là 9 mét. Đó. Kéo ngang qua đây 9 mét. Chú chị ha. Cái đầu trụ này 9 mét. Đó. Hậu sâu vô lúc trong luôn. Là 24 mét, ở sau có nhà ta đúng không? Nhà tường rồi. Đó, cô chú chị thấy nha. Xung quanh nhà quá trời luôn. Quan sát nhau, đất mình không màu mã nha, nhưng ngoài ngoài đường có ha. Mình nói chi tiết trong video, xíu nữa mình sẽ đưa cô chú chị ra ngoài ha. Thì ngang 9 mét, hậu dài 24 mét, đất cây hàng năm khác. Thì được tọa lạc là khu phố Hòa Lợi, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, cô chú chị ha. Thì lô đất này chủ bán hết đất là 700 triệu chốt của chú anh chị ha. Nếu cô chú anh chị mình thiện chí thì bớt lọc cái tờ đó. Nhà ở đây là khu dân cư đông kính, kế bên quốc lộ 22 luôn. Mình ra thị xã Trảng Bàng khoảng 1,5 km và chợ An Hòa, khu nghiệp Thành Công khoảng 2 km của chú anh chị ha. Dân đây thì đông hết hồn rồi. Kế bên mình có khu công nghiệp đó, xung quanh nhà ta này. Đây đất lập vườn tới bên nhà ta đầy đó, điện cao thế ha. Kế bên quốc lộ 2 luôn, xíu nữa mình đưa cô chú anh chị ra ngoài tham khảo ha. Em sẽ cập nhật là cô chú anh chị mình ha. Rồi, đây là vị trí đất của mình. Bây giờ anh sẽ mời cô chú anh chị mình ra quốc lộ 22 xem tham khảo ha. Đó. Thì ở đây là có màu mã của ta, mình báo video chi tiết ha. Đó. Đường đây là ra ngoài này thông của chú chị ha. Mình sẽ thông qua trục chính An Lợi luôn về chợ An Hòa, phường An Hòa ha. Nói chung đường nào cũng về chợ An Hòa, phường An Hòa hết. Đường này mình ra quốc lộ 2 sát bên nè. Thì cô chú anh chị mình nếu mà có tài chính thấp để mua ở thì liên hệ em ha. Giá này rất ok, rất bèo luôn ở khu vực An Hòa. Không còn lô nào rẻ hơn lô này hết. Có cái là trước đất mình, gần đất mình có màu mã thôi. Ở đây có trại ốc. Đây người ta che cái tấm trắng này có cửa ha, để xe tải ít ra vô thôi. Tại vì đây là quốc lộ 22 cô chú chị ha. Đó. Thì hướng này mình sẽ về Gò Dầu, thành phố Tây Ninh và cửa khẩu quốc tế Một Bài của chú chị ha. Đó. Rồi hướng này mình sẽ về thị xã Trảng Bàng. Thì mình đi đây xuống ngay chợ mới Trảng Bàng khoảng 1 km chưa tới của chú chị ha. Trước mặt mình đây mình thấy có tổng chào của thị xã Trảng Bàng luôn á. Rồi của chú chị mình quan tâm cái lô đất này liên hệ mình qua số điện thoại Zalo mình để trên màn hình. Thì em cũng nhận giới thiệu mua bán nhà đất. Thì cô chú anh chị mình có nhà đất ngọc thì cần bán liên hệ luôn số điện thoại ha. Bây giờ sẽ mời cô chú anh chị mình đi một phút ha. Nhắc
là của chú chị ha. Hướng này mình sẽ về cảng Bàng, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ha. Và ngược lại là mình về Gò Dầu, cửa khẩu quốc tế Long Thành và thành phố Tây Ninh. Đến đây xin kết thúc video của chú anh chị mình quan tâm thì liên hệ điện thoại Zalo để trên màn hình để cập nhật thông tin trực tiếp nha. Của chú anh chị mình xem lần đầu cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ cập nhật thông tin nhà đất mới nhất. Xin chân thành cảm ơn. Trước mặt mình là cổng chào. Có vô địa phận Trảng Bàng ha, chợ Trảng Bàng luôn của chú chị ha. Đó, cổng chào.